Như vậy là sau 4 tháng phẫu thuật dây chằng chéo trước bằng dây chằng nhân tạo thì hôm nay mình đã có thể hít lại mùi cỏ rồi đây. Tính luôn 2 tháng chờ mổ nữa là tròn nửa năm. Ây da, phải nói đó là một thời gian cày bóng đá quá dài với một thằng nghiện bóng đá như mình. Một giai đoạn mà không có một cầu thủ nào muốn trải qua. Nhưng không sao, cuối cùng thì mình cũng đã vượt qua nhanh chóng và ngoạn mục nè. Cả nhà cùng chúc mừng mình đi nào. Yeah! Hành trình này của mình như thế này nhé. 2 tháng đầu tiên mình mổ xong, đó là thời điểm mà mình phải tập vật lý trị liệu rất là nhiều để giúp cho chân hết viêm và hết sưng sau mổ. Ngày nào cũng phải vô bệnh viện siêu âm chân và phải tập gập duỗi rất là nhiều để gối có thể lấy được lại cái biên độ ban đầu. Đau á, nhưng mà vẫn phải rất là cố gắng. Đến khoảng tháng thứ ba thì chân mình gập duỗi đã ok, hoàn toàn hết viêm và đau. Cũng trong cái giai đoạn tháng thứ ba này, thông qua việc tập gồng cơ đùi hàng ngày của mình thì cơ đùi cũng đã bắt đầu phát triển trở lại. Mình bắt đầu tập luyện phục hồi chức năng cùng với bác sĩ dưỡng tại bệnh viện Tâm Anh. Mình đã phải duy trì như thế cứ 3 ngày một tuần và liên tục trong giai đoạn tháng thứ 3 và tháng thứ 4. Đến cuối tháng thứ 4 thì cơ đùi mình đã to săn chắc trở lại. Mừng quá trời quá đất luôn. Khi cơ đùi đã to, khỏe và chắc chắn thì lúc này mình đã có thể chạy được, trụ được, xoay chuyển một cách dễ dàng mà không sợ bị ảnh hưởng và đau nhức gì cả. Có lẽ cơ đùi là một thứ tối quan trọng mà chúng ta ít quan tâm tới. Cơ đùi khỏe sẽ giảm tải việc chấn thương cho dây chằng nha anh em. À quên, để có cơ đùi to ra thì không phải chỉ có tập luyện đâu nha, mà còn phụ thuộc vào dinh dưỡng nữa. Đợt đó may quá, có hai đứa em đó là Tuấn Anh và Bùi Lĩnh đang kinh doanh thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tên là Sài Gòn Supplement, một cửa hàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ thực phẩm bổ sung đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Redcon One, Lactrada, Nutret, Evogen. Mình đã được tư vấn rất kỹ về dinh dưỡng, cách ăn uống và sử dụng thực phẩm bổ sung để có thể nhanh chóng xây dựng lại bộ cơ đùi một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hàng ngày ngoài những bữa ăn chính ra thì mình có sử dụng thêm MRE, Meal Replacement Powder, thay cho các bữa ăn phụ trong ngày. Nhờ vậy, cơ thể lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ năng lượng và dưỡng chất, giúp cho nhanh chóng phục hồi phần cơ bắp bị yếu. Cảm ơn Sài Gòn Supplement và các anh em nào quan tâm về thực phẩm bổ sung thì mình để link trong phần mô tả nha. Trong thời gian mình dưỡng thương thì mình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi về dây chằng, về chấn thương và về phục hồi. Tương lai chắc mình sẽ làm hẳn một video để trả lời các câu hỏi đó cho anh em biết nha. Còn giờ thì chắc mình cùng bắt đầu với trận bóng ngày hôm nay tại sân bóng Phạm Minh Giang nha. Tỷ số bao nhiêu vậy? Đi đủ. 3-2. 3-1. Là bị thua hai trái hả? Không, mình ăn 3-1. Ui, mình ăn 3-1, mình nãy ông Kiên Messi nói mình thua. Kỳ ấy, chơi chớp đồ. Rồi, giới thiệu đội hình Lê Minh hôm nay ra sân có ai? Đầu tiên, Cách Giang. Cậu tới. Kiên Đù. Các bạn. Lâu quá mới được đá với Kiên Đù nè, chưa được đeo cam cho Kiên Đù nè. Mai Thanh Tú. Ủa Quân về hả Quân? Rồi đã đá xong rồi, về đi để anh đá. Hiền. Trần Đức Hiền. Ô, chán nói. Lâu quá gặp chán nói này. Nay bắt khung thành này nó hơi nhỏ với. Hơi bự so với Futsal thì bắt được không? Cái cam coi có quay được hết chán không? Quen rồi bạn. Ôi lần đầu tiên thấy chán nói đeo găng tay mọi người ơi. Thấy lạ quá tôi. Kim Messi. Lâu lắm mặc lại áo này. Đúng rồi, lâu lắm mới mặc lại áo này. Năm hả ta? Đáng nữa em cũng được mặc. Cả năm rồi. Bây giờ mới giờ mặc luôn chứ cả năm rồi đó. Cả năm rồi. Có một điều đặc biệt là một phần nữa là đội già, nữa là thế hệ trẻ đang thi đấu giải U21. Ok đó. Thế hệ trẻ đang ở giữa. Biến thành số 14 thành Nhật. Hả? Hiền, Thảo, Chim, Tùng, Trương. Đó, đây là những hình ảnh của mấy bạn trẻ đang đại diện hình ảnh hiện tại. Đây tổ cứng cũng thường thi đấu cho đội trẻ là mình. Mình cũng đội trẻ chứ hả? Mình là ở trẻ đúng rồi, trẻ không, mãi không già. Trẻ làm đôi. 2 tháng chấn thương, mổ xong rồi sao rồi? 4 tháng vật lý trị liệu và phục hồi. Anh nghĩ là một quá trình rất là nhanh. Nhanh nhưng mà theo anh nếu mà làm một tuần đi thì đó là một cái khoảng thời gian nghỉ khá dài. Rồi đúng rồi. 4 tháng không phải là khoảng thời gian nghỉ. Nghỉ 1-2 tuần thôi đã vất vả lắm rồi. Mệt mỏi. Trở lại thì hơi bị căng á. Ok. Không thì sau quá trình đó thì bạn chuẩn bị coi chút nữa thì thi đấu thế nào nha. Chờ xem nha, tiếp tục coi còn ai nữa. Bilo. Không mọi người. Thanh Bán Nhiên. Phải không? Hai ông này từ quận 8 chạy xuống quận 12 thấy xa đúng không? Quá xa. Quận 8 phải không ta? Quận 8. Trời ơi xa lắm. Đi mấy chục cây số ta? 30. Không 20. Hai chục cây. Thôi ráng đi. Lâu lâu đi chiến mai về cũng được. Trung Đù. Anh của Kiên Đù ngoài kia kìa.
Huy Mập. Tụi nay được quay tráng hối đã. Đã xong rồi, đã nãy giờ nó thay ra luôn rồi. Thua thay thảm luôn đó. Ừ, miễn tam tấn phát. Sao? Bữa giờ đi làm mệt không? Bình thường anh. Bình thường cũng ổn ổn lại. Ổn ổn đúng không? Tổ trẻ của Lê Quang Minh đang đá trong sân rồi. Ngoài sân thì mấy ông già đang ngồi. Đang ngồi kế Sơn Hung Minh. Hello. Hello Sơn Hung Minh. Hello anh. Long time no see. Long time no see. Về quê rồi đúng không Sơn? Dạ vâng, em về quê rồi. Cả năm nay mới gặp lại. Tôi thấy là nửa năm em trở lại đây là anh đá lại được. Quá nhanh. Dạ, cực kỳ nhanh đúng không? Là nhờ phương pháp mổ tốt, rồi tập phục hồi chức năng tốt, dinh dưỡng tốt. Cái dinh dưỡng nha, là anh phải ăn theo chế độ của bác sĩ luôn. Đúng rồi, uống thêm những cái collagen giúp bổ cho dây chằng, uống thuốc bổ sụn cho dinh dưỡng, bổ sụn để cho sụn nó được cứng cáp. Tại khoảng thời gian đó nó viêm nó cũng hơi kia. Sử dụng thêm nó một cái là gọi là một loại thực phẩm bổ sung để cơ nó phục hồi. Mày bằng gói. Ai quan tâm sản phẩm này thì link trong phần mô tả. Trận đấu vẫn đang diễn ra. Mình thì vẫn ngồi ăn gói. Ok, có rồi, đưa bánh người ta em ơi. Cảm ơn đi, cảm ơn đi. Lâu lắm rồi mới được xỏ giày. Vẫn là đôi Mizuno ngày nào. Mình vẫn chưa update đôi giày mới. Đợt nào có update giày mới mình sẽ update vào đây. Giờ thì vẫn mang cái đôi quen thuộc. Nào thay tiền đào nói em nha Si. Ok. Rồi đó, ai quan tâm túi giày, ai quan tâm băng thun, link phần mô tả, ai quan tâm đến sân bóng này và thực phẩm bổ sung để có thể mau chóng phục hồi được cơ bắp như mình, link phần mô tả. Yeah 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 yeah, TF12. À, trước trận đấu này mình có một trận đấu test rồi. Anh em muốn xem lại trận đấu test futsal chung với mấy anh em đội Hades đó. Bây giờ mình chiếu liền luôn. Quay về quá khứ tí nào. Còn vài ngày nữa thôi là tròn 4 tháng mình phẫu thuật dây chằng chéo trước. Giật nhẹ với banh lại. Viền đá lắm rồi. Viền trái nè. Trái nha, lâu rồi không nghe, không tập. Này mà chớp Elastico. Inside tap. Son tap. Rondo chớp step over. Chi vậy là. Yeah. Trời, đá banh bên này mà bên kia mở nhạc ghê quá vậy. Anh lớn nhạc nó lớn nữa. Cái nữa bèo. Có. Chù, xích chúng bạn kia ở trong lưới rồi.
Tô Béo ơi. Lại rồi. Dạ. Phải cam để em nha. Không khách. Ok. Ghê hả? Ghê hả? Đâu ra vậy? Thấy á, sao không? Mạnh gì vậy? Ghê anh. Sâu trước mặt anh à, anh Hắn tiếp. Hắn. Trời. Vô. Lấy bàn chơi luôn hả? Bây giờ đâu ra không? Dạ. Ấy. Tiếp Khánh luôn. Khánh. Tiếp Hán. Khánh kìa. Chậm về được. Một. Thôi. Nhanh bộ, nhanh. Hay nè. Tập quốc ơi. Tập quốc. Tuyệt vời. Kệ sầu ơi. Dạ thôi hết rồi. Khánh đưa beo. Đấy. Beo. Hey. Đi. Hey.
hay quá to ơi. Bước qua đây. Hay, gõ. Bẹt. Rồi rồi. Tao béo. Béo. Ghê. Nghe mèo, nghe mạnh mèo. Đây là Khánh. Từ 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 anh. Ta nào đừng nhìn bên. Hết chạy luôn. Thanh 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 thanh. Xin về con. Cắt vô to. Thắng. Ok. Hơi sâu. Tốc sâu. Hơi dầm về. Tốc sâu. Và đó là trận banh của mình ngày hôm nay, trận banh đầu tiên sau khi phẫu thuật dây chằng chéo trước bằng dây chằng nhân tạo mới 4 tháng thôi đã có thể đá nhẹ nhàng được rồi anh ha. Với hai cái băng gói, thực ra không quen băng đâu, không băng vẫn đá được nhưng mà thôi băng cho chắc ha. Yeah. Trở lại cùng trận đấu với Lê Quảng Minh FC. Tỷ số sao rồi Suy? 4-1. Mình ghé 4-1 đúng không? Ừ. Sao nãy vô nó kêu gác thua 3 trái rồi. Nói vậy thôi. Được cái xạo. Không có, lâu lâu mình anh em lên mà anh em hơi mà gọi là xìu hoặc là lơ đễnh xíu mà mình phải okay. Nói vậy để người ta sung lên đúng không? Đội mình sung lên hoặc là đội mình không sung thì đội mình xìu luôn. Hay quá. Vô luôn, không vô. Mỹ Lai, dễ ghê vậy. Chị ngán trời, không được. Bây giờ trong sân đang là cao nhất Trường Sơn Humin, Văn Hiền đá dưới giữa chung với lại anh Thảo, dưới cùng là Mỹ Lai, Bá Tùng và Nhật Trường. Thủ môn nãy vừa mới có pha cứu thua tức thì đó là Mai Thanh Tú. Đội đối thủ là bên một công ty xây dựng. Rồi vô luôn. Sâu kìa. Keeper. Anh à. Lên nè. Từ lai. Nhanh. Nhanh. Ủa xuống luôn. Khó giữ. Lai.
Tổ Hiền, cái nữa. Tốt Kiên. Chạy. Ông đó ông thấy mình đeo camera, ông cố tình ông đá bổng. Mà mình đã quá rành rồi. Chứ ăn nè. Tốt Hiền. Ôi trọng tài ơi. Vô pha. Cái này lại trời ơi. Trễ quá lại ơi. Trở lại. Thứ hai. À, tốt lại ơi. Quả cái hén. Ôi. Né ra rồi, hốt cho mình nằm luôn. Lấy nè. Trời ơi. Đã cho Kiên đầu y bài. Hết biên đi, lại vô. Đội biên Châu Kiên. Qua đây lại. Rồi sao đừng có mình. Từ Kiên. Đã luôn hả? Kiên Messi thay Kiên Đù. Kiên Đù vừa bị thay xong chửi luôn. Tốt. Lên bạn. Ghê. Mệt quá anh em ơi. Tốt Si. Rồi Si xử đi. Chân trái. Rồi. Đây chạy lên đó lấy cầu 2 là chắc xỉu luôn á mọi người ơi. Ừ à. Tốt. Tốt, chụp lại. Tốt. Đây còn. Tập trung. Ăn nhanh. Chung lo em. Chạy giữa đó chung. Trời ơi. Khoa. Chung. Xích nữa. Ok. Trọng Y. Kiên. Wow. Có gì ơi. Yeah, có về Trọng ơi.
Nè mà. Ôi. Hết giờ luôn. Dạ vô. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn trọng tài nha. Thấu xí ơi, có trận đầu. Đã làm trở lại thở muốn xỉu luôn. Sáu một, sáu một. Hiệp hai họ không ghi được trái nào mà. Mình báo quá trời luôn mà người ta không ghi bàn là người ta thả mình dữ lắm á. Rồi mình ăn lại ba trái nữa. Ăn tỷ số 6-1 nha anh em. Nói chứ lần đầu tiên đá lại sau khoảng thời gian dài vậy mệt quá. Không quá, ráng bơi để cho lên lại thể lực. Anh em ngoài còn nhiều lắm mà mấy anh em nhường cho mình đá. Đó có trận trở lại đá banh trận đầu tiên từ sau phẫu thuật Nha Trang. Đá cũng không phải là xuất sắc gì lắm nhưng mà được nằm trên thảm cỏ là vui quá nha. Với một cái sân bóng rất là đẹp của Cốt Giang. Ok, giờ thì thay đồ ra quán đúng không? Ra quán đúng không? Lâu lắm rồi mới được ngồi với lại Kim Messi nè. Mấy anh em Lê Minh nè. Ra quán thôi anh em ơi. Vô đi nào.